hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô gái Mẫn Nghi. Cố lên, cố lên, cố lên. Xin chào hai anh chị và tất cả mọi người. Em là Mẫn Nghi. Dạ, em xin chọn phần hát trước ạ. Nhưng mà em run quá. It's okay. H-E-O 48. Đi thôi nào, đừng người bước. Got it. Ta không thương người kia một chút. Got it. Đi về nơi mà trời hừng đông, đừng nhìn lại đằng sau. Đi về nơi mà ta hằng mong. Đi thôi nào, nhắm bước ta là con sông River. River, River. Sông em mong là River. Là đừng bành River. River, River. Ta phải bắt qua thôi River. Đi thôi chưa bởi đằng ngày gian cố. Đừng dừng lại vì đâu còn xa đó. Đừng giờ ta hãy đi. Ngay, hôm nay. Đi nào, ta cũng đi nào. Sleep yourself. Okay. Tương lai kia chẳng còn xa xôi khi đôi tay bạn vươn đến gần. Cứ từ bước lùi, rời bỏ đi, vấp ngã thì mau đứng dậy. Viên đá mà bạn đang ném chẳng thể nào nghe tiếng rơi, là vì viên đá đã bay chạm đến ước mơ kia. Và vừa rồi đó chính là phần trình diễn của Mẫn Nghi. Một tràng pháo tay thật lớn nghe cho Mẫn Nghi được không ạ? Xin được cảm ơn bạn rất là nhiều.